Sau đây tôi sẽ phân tích về một tình huống đã áp dụng cấu trúc 3W. Point of View là một công cụ đào tạo rất sáng tạo bằng hình ảnh. Trong các bộ công cụ của Point of View thì bộ Faces với 99 gương mặt thể hiện 99 trạng thái cảm xúc khác nhau, được ứng dụng rất phổ biến trong nhiều ngành đào tạo và huấn luyện. Trong phần giới thiệu về bộ công cụ này, nhà sản xuất đã có bài giới thiệu bằng công thức 3W như sau. Faces, những gương mặt. What, nó là gì? Faces là một hình thức hiệu quả để biết về mình qua sự quan sát với người khác. So what, nó giúp gì? Faces giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về những người thân từ những góc độ khác nhau. Nó giúp gợi lên những câu hỏi về các mối quan hệ của chúng ta và những vai trò của chúng ta chọn trong mối quan hệ đó. Now what, áp dụng nó như thế nào? Faces có thể được dùng bằng nhiều cách. 4 bản đồ quá trình được kèm trong trò chơi, thích hợp cho việc tự chơi hoặc chơi với người khác. Faces cũng có thể được dùng trong các nhóm lớn nhỏ khác nhau.